trại chuẩn bị xuống xe. Mình bán hết rồi, còn mấy con canh với Mỹ Hòa là ba tri lên bắt hết. Mình chuẩn bị xuống xe. Chuẩn bị xuống xe. Mình quay mình về xuống rồi. Mới xuống được mấy con. Tự quay nó không được, nên vợ gì tới nó quay. Đưa quay ra. Anh em có thấy thích bò lỡ thì gọi mình ha. Nhiều bò lỡ nhiều lắm. 4 con bò lỡ. Đi xuống. Trời ơi, bò không được quay. Con cột đó không lên ấy. Trời ơi, làm quần tôi áo tôi thôi rồi. Trời ơi.